Chào bạn, trong clip trước thì tôi vừa làm cái thực nghiệm về đun bếp nước xem là nó có khí không, mà các thầy dân gian bảo nhập trạch chúng ta phải đun bếp nước đúng không? Thì trong cái clip này tôi sẽ làm một cái thực nghiệm về cái khí, về từ trường thôi. Đây là cái nam châm, nếu mà ai học ở vật lý thì chúng ta đã biết rồi đúng không? Một đầu dương, một đầu âm, và nó giữa cái này nó là từ trường. Nó cũng là một dạng năng lượng. Và tôi sẽ dùng máy nhiệt kia xem là nó có bắt được cái gì không. Cái máy quay bình thường này thì chắc chắn không bắt được rồi đúng không? Chúng ta thực nghiệm để xem là bắt được cái linh hồn của vong có dễ hay không, mà mọi người cứ đòi dùng máy ảnh mọi người chụp. Máy của tôi thì vừa mới hết pin, chưa quay được cho các bạn, nên là trước mắt bây giờ tôi lấy thử. Đây là một cái kim loại, nếu mà để vào đây thì nó bị hút này. Và nhìn vào cái máy bình thường thì chúng ta sẽ không thể phân biệt được. Máy nhiệt thì tôi nghĩ là chắc chắn cũng sẽ không phân biệt được đâu. Nên là cái phương án mà để chúng ta nghiên cứu để tìm ra vong hoặc là chụp được vong thì chỉ duy nhất là nó nhập vào cái cơ thể người sống. Vì cơ thể của người sống chúng ta có nhiệt độ, mà khi vong thì là cái dạng năng lượng lạnh nhập vào người chúng ta, thì lúc đấy nhiệt độ nó tụt xuống, thì lúc đấy chúng ta mới có thể đo được. Còn tất nhiên là vong thì chúng ta âm, thì chúng ta cầm tấm long đo thì chúng ta biết rồi, nhưng mà tôi muốn có một cái hình ảnh nó visual hơn, nó dễ nhìn hơn. Nhưng mà khó đúng không? Tôi vừa định làm clip quay cho các bạn, nhưng mà tôi nghĩ là chắc không được rồi, tại vì nó không phải là nhiệt. Nên là dùng cái này quay thì khả năng lớn là không nhìn thấy cái gì. Bây giờ tôi lấy cái máy đấy tôi quay vậy. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái ấm cà phê bên cạnh nó vẫn nóng, nó đỏ rực này. Còn cái cốc cà phê của tôi bên cạnh đây thì tôi cho đá vào nên nó đen xì rồi. Đấy, nên là nếu mà vong nhập vào người nó sẽ phải đen hoặc tụt xuống. Còn ở trên này là nóng này. Còn cái nam châm ở đây này. Đấy, tay tôi cầm cái nam châm nhưng mà nó không hiện các bạn. Đây này, nam châm các bạn thấy không? Nên là cũng sẽ từ này, không sẽ bắt được, không làm ví dụ được. Chúng ta không làm ví dụ được. Nên chỉ có phương án duy nhất là nhập vào người thôi. Vong nhập vào người. Đấy, ví dụ vong là cái đen đen này nhập vào người ở đây thì nó sẽ thay đổi nhiệt độ. Chỉ có thay đổi nhiệt độ thì chúng ta mới tìm hiểu được về vong thôi. Tôi phải mua cả cái này để xem về từ trường, nhưng mà xem ra là chúng ta không thực nghiệm được nha các bạn. Nên là cái giải pháp duy nhất là bây giờ tôi phải tìm người áp vong. Và tất nhiên là tôi không thể áp được. Bây giờ tôi áp thì một người làm tất cả thì chúng ta sẽ không khách quan để đánh giá, nên mà phải chờ hết Covid Covell thì tổ chức áp vong tôi đi đo cho các bạn. Nên là clip này định làm thực nghiệm cho các bạn xem về đo từ trường của vong nhưng mà không đo được. Rồi tôi đo nốt cái kim tự tháp hành kim này để hóa giải ngũ hoàng. Cái này vừa mới lấy khuôn xong. Nói chung là nó rất là mạnh. Nói chung là những cái sau này rất là mạnh. Mình vẫn đo kiểm tra lại cho ăn chắc thôi, nhưng mà nó khá mạnh.
bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.